phân luồng thị trường. Thế là sốc nhiệt phát thì cái nhà này lạnh xuống 10 độ. Vâng, lại. Thì cái này tiêu thụ điện như nào? Mỗi tháng em hết bao tiền? Nửa tháng dùng này. Cái này nó 7, 8 56 tiền điện. Tức là em cứ để như này hay là như nào, hay là như nào? Rồi, xong em mở cái máy ra. Rồi, nó là giàn lạnh. Thế sao cái này nó bị hỏng rồi hay sao? Tức là trong cái này bao gồm mùn cưa với lại gì nữa nhỉ? Trong mùn cưa vôi này, rơm vôi, cám gạo, vôi bột. Mùn cưa anh này là chuyên buôn gạo cả nước luôn đấy. Hai mươi phân, 1, 2, 45 phân. Cách là hàng phần 1, 2, 3 mỗi thanh này hệ thống điện. Không, tới đây chẳng nào em phải làm số bảo quản.